Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Running Man Việt Nam mùa 3 còn chưa xác nhận, Caric đã lỡ miệng tiết lộ Ngô Kiến Huy rút khỏi đội hình. Running Man Việt Nam mùa 3 đến nay đã kết thúc được gần 2 tuần. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chưa thoát được dư âm của chương trình. Dù được nhận định chưa bùng nổ như mùa đầu tiên, song Running Man mùa 2 vẫn đạt được những thành tích tốt, cũng là một trong những chương trình phát sóng năm 2021 được yêu thích bởi công chúng. Bên cạnh Sao Nhật Ngũ, hai ký ức vui vẻ, đến hiện tại các fan đang nóng lòng chờ đợi nhà sản xuất xác nhận khi nào Running Man Việt Nam mùa 3 lên sóng và cụ thể thì rằng các hiện tại có biến động hay không. Trong khi ekip vẫn chưa thả tin gì liên quan đến những câu hỏi được quan tâm này, thì một chia sẻ mới đây của Caric khiến fan không khỏi gặp tí lo lắng. Cụ thể, mới đây Caric chia sẻ hình kiểu tóc mới lên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy đã để lại bình luận trêu chọc đồng đội: cái đuôi này dễ xé lắm nè. Và được nam rapper trả lời: mùa sau bạn ngồi sau màn hình, đừng hòng Mubakachi. Comment này bắt đầu thu hút sự chú ý đông đảo của fan Running Man Việt Nam mùa 2 nói chung và fan Ngô Kiến Huy, Caric nói riêng. Nhiều người cho rằng nam rapper đã lỡ miệng tiết lộ việc thỏ đen không thể tiếp tục tham gia Running Man Việt Nam mùa 3. Trong khi đó, cũng có nhiều fan cho rằng từ bạn ở đây nhằm ám chỉ chính nam rapper. Hầu hết các fan đều biết vào thời điểm quay Running Man Việt Nam mùa 2, Caric phải vắng mặt trong các tập đầu vì chấn thương chân sau lần bị té từ sân khấu xuống. Đến khi từ Hàn Quốc về, Caric cũng phải tạm vắng mặt vài tập vì trùng lịch trình. Khả năng cao nam rapper muốn tập trung vào âm nhạc hơn nên sẽ rút khỏi của chương trình. Việc Caric gần đây lên tiếng về vấn đề fan đẩy niềm tin quá xa càng thêm củng cố niềm tin vào khả năng này. Tuy nhiên, hầu hết các bình luận đều cho rằng người hâm mộ đã quá nhạy cảm, trước mắt vẫn chưa rõ thời điểm quay mùa 3 là khi nào, mùa 2 cũng chỉ mới kết thúc nên khó có thể nói thành viên nào trong số gần cắt dừng tham gia vì lịch trình hay không. Bình luận này cũng chỉ là một câu vui đùa của Caric chứ chưa chắc đã có hàm ý khác. Trước đó cũng có tin đồn Running Man Việt Nam mùa 3 sẽ khởi quay vào mùa hè năm 2022, trong khoảng tháng 4 đến tháng 6, thông tin này chưa được ekip xác nhận.